Rồi xin chào mấy anh em nha. Đó, nãy giờ ngồi canh được em cô gái mà like đây anh em. Đó, con này hiện tại đang nổi lên nha anh em, đang rượt mấy kia đá nè. Đó. Đặt máy phà phà nha. Đó, con này giọng đồng thổ với hút cù anh em. Cù rất dữ luôn. Không, tướng tá rất là bự con luôn ha, rất đẹp luôn ha, cồm rất là đẹp. Ông Quy rẻ rất là đẹp luôn nha anh em. Đẹp trai nhất Cà Mau luôn. Con này mình bán giá 3 triệu nha, anh em nào có sở thích thì alo mình nha. Rồi. Chim thì chuyển xe nha anh em, còn tiền thì mình chuyển khoản nha, mình nhận hoàn những tiền qua tài khoản, mình nhận được tiền của tài khoản thì sẽ gửi chim cho anh em nha. Rồi ha. Còn anh em nào có mua chim Malai thì nhớ đăng ký kênh nha anh em. Con này giọng đồng thổ rất là lớn tiếng luôn anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha, tại vì nhiều khi mình đăng lên trong vòng với 50 phút thì là mình bán rồi nên thành ra mình không có chừa cho anh em được nha. Như anh em ấy thì đăng lên đây chỉ có những con nào nó nổi lên á thì anh em xem anh em chốt nha. Hiện tại thì chim này đã thường qua AV rồi nên anh em về tập mồi rất là dễ luôn nha anh em. Thôi giờ bắt lên quay thể cận kỹ cảnh cảnh cho anh em ha. Rất là bự con anh em. Chim này rất dạng nha anh em, về lên lòng một hai tháng vậy là quen mình là anh em đi tập mồi thôi nha. Đây. Trời. Anh em xem nha, đó có dòng bảo hành cho anh em này nha, đó mỏ rất là ngắn luôn anh em, đầu bi nha, rất là đẹp trai luôn. Đây, quay cho cái hình cho anh em xem nè. Rồi mình kết thúc clip nha anh em. Đó, con ở trong. 50. 50. Bắt chim ơi, bắt chim ơi.